như thế nào nó làm nó có lợi. Vâng, với đúng. Thằng cháu như thế. Nếu mà làm kinh tế mình không biết thì không thể làm. Theo con nào cái đàn này của bà mỗi năm là bà phải ăn đứt 50 triệu. 50 triệu là nào? Nhiều hơn chị anh. Được nhỉ? Bà nhìn ông nghe. Hơn chứ còn 50 triệu. Đơn giản là 200 triệu vậy thì 200 triệu. Quá dễ luôn. 200 triệu. Cháu biết không? À, một ba người đi làm cơ mà anh không nghe mà tháng mà làm một tháng ba người làm là bà tương ứng với 21 triệu, 20 triệu. Thế cháu tính ra mỗi một hôm nó để chỉnh ba chỉ tính 15 con không? Cháu tính nhá, 15 con. Thế bây giờ cháu đi làm thuê một ngày một người bao nhiêu tiền? À, bây giờ nhà bà bây giờ mỗi ngày ra 15 con. 15 con, chứ bà tính là bà tính thế thôi nhá. Vâng. Thế cháu tính xem là mỗi một người đi làm thuê bây giờ bao nhiêu tiền? Ôi giời, thế thì thua bà thật. À, thua bà. Ngày 15 con mà cái đợt ngày bà có triệu rưỡi. Ở cái đất Vân Hòa này nhất bà rồi còn gì nữa. Là một người đi làm thuê bây giờ là xây thượng cả đến là bao nhiêu tiền? Vâng. Đấy. Thượng cả được 300 rưỡi. Thế thì bà bằng 5 người khác. Thế cho nên là bà bây giờ già rồi. Vâng. Thế bà chỉ có ở nhà thôi, bà vâng. Cắt cỏ thôi. Đúng không? Một số bà bỏ. Mà lại rủi ro ít mà lại chả phí đâu, chả phí gì cả. Bà chả đi đâu, người ta đến người ta sáng nay người ta đến người ta nói đấy. À. Thế nhưng mà ta đang đặt 60 con rồi đây cho bà đây này, đặt 60 con rồi đây. À. Đang đặt rồi đây, nửa tháng nữa người ta đến người ta lấy đấy. À, đặt đấy. Có đặt tiền trước không? Không, người ta không đặt tiền trước, người ta cứ lên điện cái người ta lên lấy thôi. À. Không phải tiền là lên đấy gì cái đâu. Người cái người đặt đấy là bên thí nghiệm đấy à? Bên thí nghiệm đấy. À, thí nghiệm. Là nó là làm lâu lâu lắm rồi. À. Lâu lắm rồi đấy, người ta lấy đấy, chiều đấy người ta lấy đấy. Những cái là người ta đi người ta lấy luôn. Đi hạn xe luôn, 10, con luôn đấy. 10 con. Đi hạn xe con đấy, tập cháu. Con. Đấy, hạn xe con luôn. Đi taxi lên. Đấy, thì hẳn nhà nó có xe mà. À. Cũng như nó là thí nghiệm rồi nó cần lắm đấy, bọn nó làm khoa thì học. Đấy, nó cần đây, nó khoa học mà. Đúng. Thuốc của nó đúng thì nó ra bao tiền nhưng mà không nó sai thì chết con chuột thì ai nó dám để chết người. Đấy, bắt đi. Bắt ở dưới nhiều rồi, bắt khung này sang. Này. Báo cáo với các bác cái chỗ này là 60 con chuột giống. Đấy. Các bạn thấy là khi đi là chuẩn bị cả cỏ rồi cả cám. Đây, cám lúa cám để tất đây cho nó ấm, càng đông càng ấm mà. Để tất xuống ngăn dưới cũng được. Còn với các bác này bây giờ cái xu thế là mỗi một gia đình nên mua một con thú cưng chuột này để cho trẻ em nó bây giờ là đỡ nghiện điện thoại, đỡ nghiện tivi, internet. Đấy. Đấy, nên là nó sẽ ấm áp đúng không? Con nào nó cũng tự sưởi ấm với nhau để đây để cho ít cỏ xuống dưới bơ vào người đấy ít thôi tự nó ăn nó rút nó ăn rồi đó nó sẽ chế thôi tự nó ăn yên kệ nó trên cho nó rút rút đưa ra cái thông tin của cái logo kênh chuyển hàng của mình cho các bạn xem. Và sáng nào cũng vậy, cứ tầm 6 giờ 15 thì mình sẽ gửi cho các bạn. Và các bác này cái giống chuột này nó rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn màu nó rất đẹp. Giống con này là con đực này, đực đẹp này. Mình để giống nên mình chọn những con màu đẹp. Hy vọng rằng tất cả là nó đều có cái mật độ của nó. Thế này hôm nay đơn hàng này thì mình gửi cho các bạn là 60 con. Thì về cơ bản thì các bạn rồi, vâng, đây là hình ảnh đang được phát trực tiếp tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhá. Các bạn đồng chí Thao, kênh Chim Cu Gầy Hay đang chia sẻ với các bạn một cái chuồng. Con này là con chuột lang, ba màu. Đấy, ôi nó chửa to chưa này. Đấy, nó chửa cực kỳ to luôn. Nó chửa cực kỳ to luôn. Ôi. Có một cái giống chuột mà lông nó còn dài. Đấy.
Các bạn nhìn nhá, đây là thức ăn của nó này. Cách nuôi của nó đơn giản thôi. Đây là cái máng này là mình đang nuôi gà, mình cho ngô nghiền này. Đây là những cái con chuột con này. Ôi nó chửa quanh bụng to tướng này. Đấy, đây là chuột con này. Đấy, các bạn nhìn nhá, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đúng là những sự một số những cái bạn mà có mua con này về để làm giống, hoặc là một số các bạn có thể mua về để làm thú cưng trong gia đình thì rất là đáng yêu. Đấy. Con này là nó có màu vàng này, màu trắng vàng đen pha này, chủ yếu là màu trắng vàng đen này. Đấy. Ví dụ như cái ô này của nó là 3m2 thì đang nuôi là được 40 con nái đang sinh sản. Vâng anh ạ, mang về bây giờ thả ra chỉ cho ăn luôn thôi đúng không? Bây giờ như này nhá. Vâng. Bây giờ em phải để vào cái chỗ nào đấy nó thật ấm vào. Em để vào trong cái phòng kín, là sau đó là em cho vào cái, nếu mà để ở dưới dưới lên thì phải rơm vào được không? Cho rơm dày. Tốt nhất là bây giờ kiếm cái theo anh nghĩ là lấy cái quây, quan trọng là quây kín, nhưng mà mình cần thiết là nó mới thay đổi cái vùng miền khí hậu, là mình lên một vài ngày đầu là mình lên thắp bóng sưởi cho nó. Thắp bóng sưởi à? Và mình cho nó vào thì chỗ đấy thì em chỉ cho hòng vào cái diện tích nó khoảng tầm 1m2 thôi. Không cần phải rộng mênh mông ra để cho nó mất nhiệt của nhau ra. Rồi. Okay. Tóm lại là cần phải úm, và thức ăn thì em chỉ cho nó ăn ngô nghiền ý. Nó ăn ít lắm. Bây giờ quan trọng là mấy hôm nay nó bút rét miền Bắc thì ở trên đấy bọn em lại lạnh hơn dưới này, thì có nhất là em chỉ quan trọng đến vấn đề chống rét cho nó nhiều thôi. Còn ăn nhá, ăn thì em chỉ có lấy cái lá tre này. Lá tre, lá mía, hoặc là cái cỏ mà kiểu cái dạng cỏ voi, nhưng mà nó đừng non quá, nó vừa vừa bánh tẻ thôi. Đấy. Nó mình để cái phần ngọn, phần mềm mềm ăn, nhưng mà đừng non quá. Và ăn đừng để lá. Cứ thế cứ cho nó ăn lá sung mấy lá ổi trước đi anh nhở. Cho ăn lá sung, lá ổi, lá tre, lá mía, rồi cái cỏ xả, cái cỏ mà ở mọc ở đồi mà nó cứng giòn giòn, những kiểu nó gần mấy lá mía, lá tre thì nó thích hơn. Em ở đây thì có cỏ voi rồi. Voi thì mình cứ lấy cái loại bánh tẻ mà nó khô, đừng sáng sớm nó mưa, đừng cho vào đấy. Mình tóm lại là ăn cỏ với ăn ngô nghiền mới phải giữ ấm cho nó nhá. Rồi ok. Quay căng, quay cái bạt kín và xong cho hai cái bóng vào đấy, cho nó khoảng một tuần cho nó ổn định cái khí hậu ở đây đấy, rồi dần dần mình bỏ bóng đi sau nhá. Rồi ok. Mình kiểm tra định kỳ, mình sờ vào những con nó bé hoặc những con đấy mình cứ sờ vào người nó phải nóng ấm. Nó đi vào cái không gian đấy nó không được buốt. Cái giống này nó không chịu được rét đâu. Dưới 15 độ là có vấn đề đấy. Đúng rồi, trên này bây giờ nó đang tầm một tuần mười mấy độ này. Thế dưới 15 độ. Để em cho nó vào ấm đấy. Cho nó vào ấm luôn đi nhá. Thả tất nó vào xong rồi cho ăn những cái lá khô mà là như thế thôi. Mình ăn ngô thôi nhá. Lúa ngô nhá. Ok, thế thóc nó vẫn ăn được mà nhỉ? Đừng cho ăn cám công nghiệp vội nhá. Vâng, cho ăn thóc được mà nhỉ anh nhỉ? Thóc, mấy ngô hạt, mấy ngô vỡ, mấy... nó tóm lại là thức ăn dạng kiểu như thế thôi. Bây giờ nó bé thì nó không ăn nhiều, thì mình cho ăn thế là nó không, cái đường ruột của nó yên tâm. Rồi ok. Mình đừng cho ăn cám thì nó nhiều đạm quá, nhiều thành phần men quá, nó không tốt nhở. Thế ngoài ra thì quan trọng nhất là nghĩ là nó phải có rơm, mới lại phải thắp bóng cho nó, và phải thì quay nó vào cái diện tích khoảng 1m2. Nếu như mà không có lồng thì quay nó vào cái góc nhà đấy, xong rồi là cắm cọc hay là dựng khung hay không, như nào cho vào phòng kín ấm rồi. Đấy cũng không cần phải. Còn nếu mà được nữa thì xem cái clip của anh là nó có hai cái lồng bồ câu đấy, thì mình treo nó vào trong cái góc nhà đấy thì là nó đi vệ sinh, là nó không bị ướt, nó không bị ướt lên, thì mình làm cái khay hứng ở dưới thì mình vẫn thắp bóng ở phần đấy, rồi nhân nó bé không nhất thiết phải quá đâu. Lồng bồ câu chỉ nhốt luôn vào lồng bồ câu cũng được, hay là nhốt luôn vào hai cái, bấy nhiêu con là nhốt vào hai cái san đôi ra, cho vào hai cái lồng bồ câu mà nó bỏ cái vách ngăn ở giữa ra. Đấy anh nghĩ là em kê lên xong bắt đầu là để cho nó đái ỉa nó rơi xuống dưới nhá. Rồi ok. Thì em ngày nào cũng phải ngó vào, nó ổn định trong vòng khoảng 3-4 ngày, một tuần sau thì ok nhá, nó bắt đầu nó đi với cái thời tiết trên đấy nhá. Vâng. Chống rét quan trọng nhất là phải chống rét nhá. Vâng. Rồi ok.